Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 015. Bài này nằm trong khóa vô cơ cơ bản 11, phần chuyên đề bài tập tạo thành và hòa tan kết tủa. Quay lại bài mã số ID này, bài này là rất đơn giản thôi, không có gì khó khăn cả. Đây là ba cái phương trình để mô phỏng cho thí nghiệm xảy ra. Ở đây chắc chắn có một kết tủa thu được là BASF4 tính theo BA2 cộng, vì BA cộng nó hết. Số mol là 0,175 mol. Việc còn lại của chúng ta là xem cái kết tủa ALOH 3 lần này có thu được hay không, hay là nó tan hết. Thì thầy sử dụng sơ đồ như sau. AL 3 cộng là 0,2, OH trừ là 0,7. Kết quả là thầy có là âm của thầy lớn hơn dương, âm 0,7, dương 0,6. Vậy OH trừ dư. OH trừ dư thì suy ra thầy có tạo ra muối ALOH 4 lần trừ. Khi tạo ra ALOH 4 lần trừ, thầy dùng kỹ thuật vinh để tìm ra kết tủa này. Và kết quả thầy lấy 0,4 0,2 nhân 4 là 0,8 trừ 0,7 bằng 0,1 luôn. Vậy tìm được kết tủa thứ hai là ALOH 3 lần là 0,1, các em cộng hai kết tủa này vào. Tìm ra được khối lượng kết tủa sẽ bằng là 48,575 g. Vậy đáp án thầy có là đáp án B.